Nay dì Hương bỏ cho con hai cha về quê cả nhà ơi. Hai chở nhà nha. Chở nhà nha. Chiều hôm nay thì cha con hai ca cả nhà có Yến báo mời ăn bánh tráng. Hai ca có mua được miếng bún với mấy cục thịt cả nhà. Thịt chín chứ cha. Chín mình vớt nha. Nay thì mẹ Hương với Sơn Báo với chị dâu về quê hết trơn rồi nha ơi. Bỏ cho con hai ca, bỏ đói luôn rồi. Nên nay cho con hai ca có mua thịt. Chiều nay mấy cho con luộc cũng mới chén ăn nha cả nhà. Ăn kịp cơm. Chín rồi thế này, nãy giờ cũng lâu rồi mấy. Được rồi thôi. Mẹ Hương về Bến Tre hả nhà ơi. Thì hai ca cũng có dặn anh Sơn là về dưới có cái gì hay hay á quay cho cô chú anh chị xem. Thì nếu mà được thì hai ca sẽ up cái video đó lên ha. Còn bây giờ thì trời ơi báo ơi, tí nữa là nhịn ăn luôn rồi. Ủa ai biết chỗ kia đấy. Ôi trời. Trời ơi. Ôi gầu gì à. Phiên bản mini của mẹ Hương. Mẹ là dễ là. Tía cắt thịt luôn đi. Chiều nay cha con quất cái bánh tráng cuộn. Giá chiều nay trời nó mưa cả nhà, không biết chỗ cả nhà như thế nào ha, chứ chỗ nhà hai ca là thấy nó mưa, ngày nào cũng mưa hết. Tưởng để ở đây nha. Rồi. Rồi cục thịt nè. Tùm lum. Đi gấp mà nó không nấu. Nó hỏi về thỏ với ăn luôn. Tí tin tưởng con nha. Mỏng mỏng thôi nha, chứ không phải ăn hủ tiếu đâu à. Mỏng nhiều chưa? Chứ cái gì vậy? Cúc cái. Ừ, cúc cái gì đó. Đây là mắm nêm nha, nhưng mà thiếu khóm. Con này gao mà thiếu dưa leo. Sớm phơi ba cha heo một nắng một chiên ăn cái quên bị mất mưa luôn. Quên bị mất mưa luôn. Rồi. Rồi. Rồi đem vô úp rồi kìa. Mai phơi tiếp. Da heo bị sình luôn. Luộc rồi cái phơi. Cái mất mưa quên luôn. Này, ăn chiều cơm luôn. Xong rồi. Bây giờ tía với chị Ứng Tử quất trước đi. Cua mình cua mình bình chén này thử rồi. Bánh tráng bì à. Chị muốn nước không? Chị muốn nước. Cái này gì nó không cần. Dạy dữ vậy. Trời ơi, gì vậy? Cái đó chắc gục lên bếp nướng luôn quá. Này mình chén nướng hay sao á? Mình thấy trên hai mày cuốn mà. Trời ơi, cái này nha chắc gãy răng luôn quá. Mày cuốn không? Mày biết cuốn thử đi. Sao thấy giòn vậy hả? Được á, nhúng nước nhiều nhiều vô. Bánh tráng này ở miền Trung nè. Thử ăn thấy cái hỏng xong rồi. Thấy cái hỏng xong rồi. Mẹ vô. Về kỳ quá hả? Được mà. Nhúng nhiều nước vô. Như anh hang được thì ăn được ít tiếp. Không được kêu mình xé vô bỏ vô cái chén. Làm cuốn gì đâu đấy. Cuốn nè. Bây giờ à. Thịt nè. Ôi ôi dĩ thịt đảo quá cả nhà ơi. Ăn một bữa
Phương án mở luôn. Đi sao cuốn? Đi cuốn đi. Chắc mình là của ba nó gắt tùm lum vậy. Dán kỹ trời. Còn thấy không xong rồi. Được. Nó mềm rồi đó. Mà điều nó dày quá. Còn đi. Trời ơi. Còn đi. Rồi, cái múc cái mâm nêm quá. Nêm nè. Mâm nêm cái nè. Cái này nó thiếu ấy cái nè. Thiếu khớm. Khớm. Nãy nêm đã không biết vừa ăn chưa nữa. Rồi, để bêu cái, để review cái mời cả okay. Nhà ăn với gia đình Thái Ca nha. Trời ơi, cái cuốn kìa. Mềm vậy, được không? Rất ngon. Mình tùm hơn. Dậy quá. Dậy quá. Ai em mời cái nhà một cuốn nha, mời tía, mời Thái Ca, mời cái nhà ăn. Được không? Không có khó mà cũng ngon lắm. Miếng chén này ngon chưa? Ngon, dài. Ngon. Bỏ nhúng nước nhiều là nó dẻo luôn á. Đây, em Thái Ca cũng mời cô chú anh chị ăn với gia đình Thái Ca nha. Thì hôm nay mẹ Hương về quê cả nhà, cho nên là ở nhà cha con Thái Ca bình yên lắm anh ơi. Hết báo rồi, nay cha con Thái Ca nghỉ báo ngày nha cả nhà. Nè ăn độn. Độn rồi. Hả? Ăn chính thức ăn cơm. Hôm nay ăn độn nè. Cơm đâu ăn? Bỏ. Nay mẹ Hương về quê cái cho nhà con Thái Ca vẫn đói luôn đó nha. Đi không có mua đồ ăn đồ gì để nhà cho con Thái Ca luôn. Có mua mấy con khô với không mắm ruốc à. Để chơi này mình lâu lâu mình đổi món nha, lâu lâu nhà mình được bình yên bữa. Không nghe tiếng mẹ Hương cũng buồn. Về báo tiếp. Để giờ bữa mẹ Hương lên em báo tiếp nha cả nhà. Em mời cô chú anh chị cùng ăn với ba cha con em nha. Bây quên bao bún. Rồi. Chưa. Chán vậy chắc. Cuốn này à, cái bánh chén này nó không cần nước. Mẹ bỏ nước vô nó mấy không. Đó, đây. Em mời ông bà cô chú nha. Mời chía. Mời biến. Vô. Gạo á. Không biết sảy luôn. Chỉ ăn hai cái này thôi, tí no luôn á. Mắm còn mặn quá không? Chấm ít luôn, không ít lại. Chán gì vậy? Đó. Ngon. Bài không dọn đi hướng về chửi xe. Đây em mời cả nhà mình cuốn đó nha. Phải đợi 5 phút con mới cuốn. Ngay ngồi đây nè. À, sao có biết nữa, mưa ấm ấm nha. Ăn ra dùng, đỡ mũi nha. Tí chờ 5 phút tí mới được ăn cái được. Tí ăn 2 cái chắc tụi con ăn xong tụi con nghỉ luôn. Chát không như vậy nha má. Còn ngát nữa ha. Uống nước tới đi. Không biết chị Hương đi về quê có
cái gì ăn không? Có mua bánh lên ăn không? Chè coi gì? Một cái dừa, kẹo dừa. Dừa bánh chè. Mẹ Hương về Bến Tre cả nhà. Về cái chỗ mà hồi năm trước á, em có quay đi bắt cua với mẹ Hương ở dưới đó cả nhà. Cũng năm trước hay năm kia vậy, em cũng quên mất tiêu rồi. Như năm kia á. Qua nè. Để em thử. Trời ơi, cua không gớt luôn mà. Không bể luôn. Chỉ ăn hai cái cuốn đó là bằng mấy cái cuốn này luôn. Ngon nè luôn. Rau, bỏ rau vô nhiều vô. Ăn mới đã cái nhỉ. Em chỉ biết ăn salad thôi. Và thấy thông báo quay kéo tôm. Kéo tôm mà đã vậy. Để Sơn Báo về em xem Sơn Báo có quay clip rồi em up lên cho cả nhà coi nha. Còn nay mời cả nhà ăn online cùng với ba cho con em. Cũng giờ cho tự lâu nha. À, cứng quá, dày quá. Để lâu mềm. Dài. Cái bánh này nó có gì ngọt hơn. Bữa hai chị hai cũng cuốn hết trơn. Ngon quá nhà. Ăn cho nơi thì đâu nấu cơm tấm này mặn chết ăn cái này cũng uống nước cũng thở là no nóc chấm tấm là cơm mặn lắm biết làm lại không cái này anh Hải xung phong làm mặn chát luôn vậy như tao bỏ muối vào mặn với tạt đường thêm tao này bỏ nước thì cũng bỏ luôn nè bỏ ba muỗng đường luôn á. Một chai mà để ba muỗng đường nấu xi nhê gì đâu. Hai chén nước nữa. Rồi bỏ muối. Bỏ muối thì mình cát. Đúng. Không bỏ muối đâu. Chắc lộn quá. Ngon cả. Tại vì hủ muối hủ đường nó giống nhau. Không đỡ không đại. Mặn tối tối làm ra. Mẹ Hương đi chứ thấy yên bình không chứ? Hết ai lại nhảy à? Yên tĩnh. Chơi thêm cuốn nha, ba cuốn rồi. Em là cuốn thứ ba. Ngon quá. Ngon ghê luôn. Chết chắc. Cuốn thứ hai nó no rồi nè. Mắm nó mặn nữa. Mắm mà làm hơi bị lỡ tay chứ mấy ơi. Bỏ gạo nè, bóc gạo nè. Bỏ đường, bỏ lộn muối. Chắc con bỏ đường á, chắc chưa đủ á. Em chán luôn á. Chứ con đâu có ngu chứ mất dữ rồi. Ăn gạo phải ăn nhiều vô vậy nè. Cái này có khóm là vừa. Có khóm không? Mà nãy ra chợ không có khóm. Về nhà đi kiếm khóm, hàng xóm trộm cũng có luôn. Khóm vừa chín. Là như biết nay mình ra sao bẻ hết trơn. Chị Hương đã bán rồi. Mắm làm như mắm cốt vậy không? Tí chiều nay qua nhà bác Hai ăn cắp nhà nấu cháo ăn cái cháo ăn đúng mà, con thấy như bác Hai quá trời gà luôn á. Con xung phong cho tí đi ăn cắp. Con hỏi ăn hả? Ờ. Dạ có mấy trăm ngàn mà ăn bắt như vậy xấu hổ. Tao mắt đâu biết đâu. Đúng rồi, không biết. Mà tao không biết mình lấy hết chứ. Mình ăn trộm đâu mà Linh ế bỏ ra, bà chửi ghê. Cái bệnh nó dữ lắm. Mày dữ lắm. Ở
không dài đâu, chửi dài không? Bỏ lòng bắt gà là bắt hai qua đây kiếm hả? Cộng với nhà ăn cộng luôn. Có hai ở nhà ăn của hộ. Nói vô không có ăn cộng ở nhà cả nhà. Gần nhà có lắm. Tóc rồi, tóc của mẹ hơn. Ngon quá. Sợ mút chấm cho nó hết. Không, chấm hoài có hết đâu. Mặn lắm. Mặn. Nếu là rau không, chấm còn mặn. Gèo dính mỡ quá. Ok nha ơi. Thì nay ba cho con 2k chỉ làm cái món ăn đơn giản thôi nha cả nhà. Với lại bữa giờ nhiều cô chú anh chị hỏi chị Linh Ế đâu á, thì chị Linh Ế hiện tại đang đi làm công ty rồi cả nhà, cho nên là không có quay với 2k được. Hải ca cũng giải thích rất là nhiều lần rồi đó. Thì bây giờ 2k anh xin nói lại một lần nữa là chị Linh Ế rồi tim và đang đi làm công ty đó, cho nên là không có thời gian quay nha cả nhà đó. Rồi Hải ca giải đáp thắc mắc của quý ông bà cô chú anh chị ha. Thôi bây giờ Hải ca với tía cũng tranh thủ ăn, trời cũng sắp tối rồi nha, còn vô tắm rửa lau nhà nữa để không lên miệng không chửi nữa nha. Còn bây giờ Hải ca chào tạm biệt cả mọi người, hẹn mọi người ở những màn cho tiếp theo.